Cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh, theo dõi kênh YouTube của Điện Máy Ha. Video hôm nay, Máy Ha sẽ hướng dẫn nhanh cho quý anh chị sử dụng cách sức sử dụng cho một chiếc nồi nấu cháo 20 lít dòng mini. Đây là mẫu nồi cháo nhỏ nhất mà được Điện Máy Ha làm để dành riêng cho những anh chị mà bán cho những cái quán nhỏ hay là những cái số lượng nó ít. Và ngoài ra thì các anh chị có thể dùng những nồi này, một số khách hàng hay mua về để dùng cho một vài mục đích là như là nấu sốt vang bò, nấu pate hay là nấu kho cá vân vân. Thì nhưng em trong video này em chỉ dẫn quý anh chị thôi cách sử dụng thôi. Thứ đầu tiên để sử dụng được chiếc nồi nấu cháo là cháo 20 lít này thì quý anh chị cần phải đổ dầu đấy em nhé. Chiếc nồi này thì anh chị đổ cỡ tầm khoảng 13 lít dầu, khoảng 13 lít dầu. Vì đây có que thăm dầu rồi, anh chị đổ nó, đây có vạch thấp nhất này và trên này vạch cao nhất này. Anh chị đổ sao mức dầu nó cứ đặt ở tầm giữa cái mức vạch hai vạch này là ok. Đấy, bước đầu tiên đổ dầu. Và anh chị nhớ treo tủ điện cho em nhé. Treo tủ điện và kết nối dây điện nguồn vào trong automat tổng trong nồi đây. Đó. Và tủ điện anh chị treo cao ở cái độ cao là khoảng 1m3, 1m4 nhá. Nói chung là nó ngang cái tầm vai của người này. Ngang tầm vai người ta để chúng ta dễ dàng sử dụng. Đấy. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành anh chị cho nước vào trong nồi. Nếu anh chị cần cho nước hoặc là cho xương. Đấy, thì chúng ta cần để vệ sinh trước đi. Thì sau đó chúng ta sẽ cho nước lọc vào và cho xương vào. Nếu như anh chị nấu cháo cho xương vào ninh hoặc là cho cháo vào, cho gạo vào ninh. Đấy. Bước thứ ba là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là sử dụng là bật điện. Đây, thì sau khi đã kết nối điện rồi thì quý anh chị sẽ tiến hành bật cái automat tổng lên. Trong này có một automat tổng này. Và nó cũng là cái automat chống giật chị nhá. Thì chúng ta bật lên. Bật lên. Thì các anh chị sẽ thấy đèn báo đỏ này sáng này. Và các anh chị sẽ tiến hành bật cái automat nhỏ này của thiết nhiệt số 1 này cho em này. Thì cái đèn báo vàng sẽ sáng. Sau đó anh chị vặn tiếp cái chiếc đáp cho em từ 0 vặn lên 100% luôn. Xuôi chiều kim đồng hồ nhá. Của thiết nhiệt số 2 này. Thì khi vặn lên 100% này thì cái đèn báo xanh này sáng. Đó. Bước thứ tư. Bước thứ tư là các anh chị là khi thấy nước trong nồi đã sôi rồi thì các anh chị tắt hộ em cái automat, tắt cái automat nhỏ đi của thiết nhiệt số 1 này. Và chúng ta sẽ điều chỉnh công suất vừa phải, điều chỉnh cái chiết áp này của thiết nhiệt số 2 này, điều chỉnh nhỏ xuống khoảng về ngưỡng tầm khoảng 70 để làm sao cái mức độ sôi ở trong nồi, nước sôi trong nồi nó sẽ nhỏ đi theo ý muốn của chúng ta. Đấy. Và tiếp theo là sau khoảng một thời gian khoảng tầm 3 khoảng một tiếng rưỡi là cháo trong nồi gạo đã nhừ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành thể tắt đi. Nếu chị không đun nữa thì tắt đi. Tắt đi thì chị lưu ý em là khi tắt đi nhá, ta sẽ phải vặn cái chiếc đáp về không này, automat cũng phải bật xuống này và cái automat tổng trong này cũng tắt đi. Đấy, nên tắt đi để đảm bảo an toàn. Đấy. Và bước cuối cùng là chúng ta tiến hành vệ sinh nồi. Vệ sinh nồi thì anh chị cần vệ sinh cũng đơn giản là chúng ta sẽ vặn xả cái khóa này, vặn xả khóa này, vặn mở ra, sau đó là xả hết những cặn thừa rồi những nước dư thừa trong nồi sau những lần đun và chúng ta sẽ thau rửa bằng nước lọc sạch sẽ để đảm bảo cho lần tiếp theo chúng ta có một chiếc nồi sạch sẽ và bền bỉ an toàn. Thì trên đây em đã hướng dẫn anh chị nhanh quý anh chị là mấy bước, 5 bước để quý anh chị sử dụng chiếc nồi nấu cháo 20 lít dòng mini này. Quý anh chị cần tư vấn thêm về sản phẩm hay cần báo giá thì vui lòng liên hệ số hotline ở trên màn hình để được Điện Máy Ha tư vấn và báo giá cho quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị.